Tại nước ta, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông qua một nội dung đáng chú ý trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Đó là những địa phương có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp có thể điều chỉnh kéo dài năm học sau ngày 31 tháng 5. Các địa phương cơ sở giáo dục cũng phải xây dựng các kịch bản cụ thể để đảm bảo an toàn cho mọi đối tượng học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong điều kiện là có dịch bệnh. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đăng ký xét tuyển đại học bằng hình thức trực tiếp đến hết ngày 11 tháng 5 vừa qua. Còn đối với học sinh đăng ký nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 16 tháng 5. Lo lắng về kế hoạch tuyển sinh năm 2021 có thể bị ảnh hưởng khi mà dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, nhiều học sinh đã lựa chọn phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ với mong muốn đảm bảo tấm vé đại học. Nộp online thì em sẽ điền đầy đủ các thông tin và scan các cái giấy tờ. Ngoài ra nếu em có chứng chỉ IELTS hoặc là các bằng khen khác thì em cũng scan để nộp cùng. Những ngày này, văn phòng tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tiếp nhận số lượng lớn các cuộc gọi của thí sinh về việc nộp hồ sơ xét tuyển qua học bạ. Đại diện của nhà trường cho biết, tính đến thời điểm này, số lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đợt 1, đợt 2 thì số lượng thí sinh trúng tuyển của chúng tôi đã lên tới 1.100 em, nghĩa là gấp đôi so với năm 2020. Và đợt 3 thì số lượng thí sinh đang nộp hồ sơ cũng rất là đông. Và chúng tôi đã lên phương án, nếu tháng 6 phỏng vấn mà vẫn tình hình Covid vẫn còn phức tạp như hiện nay, thì chúng tôi sẽ lên phương án là phỏng vấn online. Tăng nhanh gấp đôi, thậm chí là gấp 3 số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển của học bạ là thực tế được ghi nhận tại nhiều trường đại học. Khi mà phụ huynh học sinh năm nay có tâm lý đảm bảo tấm vé vào đại học trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Nhiều trường cũng nhanh chóng lên phương án hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển qua các hình thức trực tuyến. Như tại trường Đại học Đại Nam, lượng hồ sơ chuyển phát qua bưu điện tăng cao. Bạn có thể là ngồi ở nhà, điền thông tin hồ sơ ở trên online thông qua mã QR code trường gửi về và chuyển phát nhanh cái hồ sơ bản cứng, photo công chứng của mình về trường. Hiện cả nước có khoảng 100 trường đại học đang sử dụng hình thức xét tuyển qua học bạ. Nhu cầu tăng cao. Bên cạnh việc hỗ trợ tối đa thủ tục cho thí sinh, các trường cũng xây dựng bộ tiêu chí của riêng mình, đảm bảo chất lượng đầu vào của thí sinh. Tất cả các thí sinh mà nộp hồ sơ xét tuyển hoặc dự thi vào nhà trường thì qua hình thức là toàn bộ là nhập trang SchoolRank dựa theo kết quả học bạ phổ thông. Phần mềm sẽ lựa chọn và lấy top 50, nghĩa là 50% số lượng thí sinh ở top trên của toàn bộ thí sinh toàn quốc năm nay đi dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúng tôi tự tin rằng xét tuyển học bạ đó là xét tuyển cả quá trình 3 năm của các em từ lớp 10 cho đến lớp 12. Chất lượng sinh viên học tập sau 1 năm bằng phương thức xét tuyển học bạ cũng không hề thua kém so với những sinh viên mà xét tuyển bằng phương thức thi điểm thi vào trường học. Cũng theo đại diện của các trường đại học, chọn xét tuyển qua học bạ sẽ là xu hướng trong thời gian tới của nhiều thí sinh để giảm áp lực tâm lý qua mỗi kỳ thi, nhất là khi các trường đại học đang tăng dần tỷ lệ tuyển sinh bằng hình thức này.